Chào mừng các bạn đã đến với kênh La La Luna của Anna và Lily. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh của tụi mình thì hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video nào của tụi mình nhé. Hôm nay Lily sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một cái bức tranh rất là dễ thương để làm cái tấm thiệp handmade tặng bạn bè người thân nhân dịp Giáng sinh nhé. Cái bức tranh này sẽ Lily sẽ hướng dẫn vẽ một cái chú gọi là chú chim cánh cụt đi, rất là nhỏ nhắn dễ thương. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu. Lily hiện tại đang vẽ hai cái cánh của cái chú chim cánh cụt này. Hai cái cánh này thì đang giơ lên như kiểu là giơ lên rất là háo hức chào mừng một cái gì đấy. Tiếp theo là cái phần đầu. Và bây giờ thì Lily thấy là cái đầu này nó chưa được cân đối lắm nên là Lily sẽ tẩy đi. Và chúng ta sẽ chỉnh lại sao cho nó phù hợp với cái mắt nhìn của mình. Nó cân đối một chút. Tại vì là mình đang vẽ theo chính diện nên là nó sẽ khá là cân đối với nhau. Tiếp theo là vẽ mắt. Đôi mắt đang cười thế nên là nó sẽ như kiểu cong lên. Và cái mũi của chú chim cánh cụt đó. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần thân và cái mặt của cái chú chim cánh cụt này rồi. Bây giờ Lily sẽ vẽ trang trí cho chú chim cánh cụt này, đổi những cái chiếc mũ mà nhìn nó dễ thương, giống như kiểu đầu bếp vậy đó. Và tiếp theo đó là hình bên cái chọn mũ. Thực ra đây cũng là một cái dạng mũ Noel, mũ Giáng sinh, nhưng mà được cách điệu lên một chút. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp cái phần phía dưới này để hoàn thiện nốt cái bức tranh. Thì chúng ta sẽ vẽ cái chân của chú chim cánh cụt này. Ở cái video trước thì Lily cũng hướng dẫn các bạn vẽ cái chú chim cánh cụt nhưng mà ở trong một cái tư thế khác. Thì hôm nay Lily muốn sáng tạo hơn, vẽ một cái kiểu khác, tô màu theo một cái kiểu khác. Lát nữa cái phần tô màu thì các bạn hoàn toàn có thể tô màu theo cái cách của các bạn nha. Không nhất thiết vậy là theo Lily. Lily đã vẽ xong cái chân rồi. Như vậy là chú chim cánh cụt đã hoàn thiện. Thì Lily thấy cái mũ này nó hơi to, thế nên là Lily sẽ chỉnh lại cho nó nhỏ hơn so với chú chim cánh cụt này. Đấy là một trong những cái lợi thế của việc vẽ phác bằng chì lúc ban đầu. Chúng ta sẽ tiện cho cái việc tẩy xóa và chỉnh sửa lại. Khi mà đã thấy là tương đối ổn thì chúng ta sẽ vẽ tô lại bằng cái bút vẽ để nó không bị mờ theo thời gian, nó giữ được lâu hơn. Thì chúng ta sẽ dùng cái bút đấy sau. Lily cũng đang cố gắng để chỉnh sửa lại cái đôi mắt để cho nhìn nó dễ thương. Như vậy là đây, chúng ta đã vẽ xong cái hình dáng của chú chim cánh cụt này rồi. Và bây giờ Lily sẽ dùng cái bút vẽ của mình để vẽ lại. Cái bút vẽ này á thì nó rất là hay, đó là khi chúng ta tô lại xong nhá, bình thường á mà cái bút bi, chúng ta dùng bút bi hay các bút khác để tô ấy, thì khi mà chúng ta tẩy cái đường chì nó dễ bị lem mực đúng không? Còn cái bút này thì mực nó khô rất là nhanh, và chúng ta tẩy nó không bị lem, rất là hay. Cái bút này thì Lily đã chụp ảnh và đã chụp ảnh lại cái hình cái bút và đã đăng lên cái Facebook của nhóm La La Luna trên Facebook, mà Lily để link Facebook ở cái phần mô tả, các bạn xem nha. Các bạn vào Facebook để tương tác với Anna và Lily nhé. Và nếu như các bạn chưa đăng ký kênh của tụi mình thì hãy nhớ đăng ký kênh để kết bạn với tụi mình. Bây giờ Lily sẽ vẽ chữ Merry Christmas. Ở trong những cái video trước, cả Anna và Lily đã vẽ những cái
dáng khác của cái chữ Merry Christmas. Các bạn có thể xem lại những cái video trước để xem là cái kiểu chữ nào các bạn thích, thì các bạn sẽ chọn ở trong cái bức vẽ của các bạn. Lily thì thường là muốn vẽ nó kiểu freedom, tự do, thoải mái một chút, không khuôn mẫu. Thế nên là Lily hay chọn những kiểu vẽ như vậy, kiểu vẽ chữ như vậy. Đó, Merry Christmas. Nhân tiện thì quên muốn chia sẻ với các bạn, đó là cách đây 2 ngày ở chỗ của Anna và Lily thì có trận bão tuyết đầu tiên của mùa đông rất là đẹp. Vào buổi tối á, khi mà các cái nhà mọi người ở đây đã trang trí Giáng sinh, người ta răng đèn rồi, người ta có những cái hình ông già tuyết rồi cây thông ở ngoài cửa, xong rồi tuyết rơi xuống nhìn rất là đẹp. Lily sẽ share cái bức ảnh khung cảnh này, khung cảnh đấy vào cái trang Facebook và các bạn xem nha. Lily và Anna thì ở hai cái bang khác nhau, ở bang của bạn Anna thì có nhiều tuyết hơn, đây là bang Massachusetts thì lạnh hơn và có nhiều tuyết hơn. Thì bão tuyết ở đấy sẽ dày hơn và sợ hơn. Còn bão tuyết ở chỗ của Lily thì khá là dịu dàng, nhưng mà cũng đủ để ra nghịch tuyết, vui lắm. Hiện tại thì Lily đang viết vẽ thêm những cái, ví dụ như quả roto, quả oro, sorry các bạn. Đó, rồi những cái lá thông để trang trí xung quanh. Bây giờ Lily đang tẩy cái đường chì đi này, tẩy cái đường chì trên hình chú chim cánh cụt đi. Đó, như vậy là cái bức tranh của chúng ta đã hoàn thiện rồi. Cái bức vẽ này chúng ta sẽ cắt ra và dán nó vào một cái tờ giấy dày hơn đó. Rồi trang trí viết những cái lời chúc ở bên trong nữa, thì chúng ta sẽ được một cái thiệp Giáng sinh rất là đẹp. Bây giờ Lily sẽ tô màu, tiến hành tô màu. Thì như Lily nói phía trước, chúng ta sẽ tô màu theo cái phong cách của mình, theo cái màu sắc mà các bạn thích, sáng tạo, chứ không nhất thiết phải là theo giống như tô màu giống như là Lily. Đó, thì Lily cũng tô cái viên màu xanh, cái mũ màu đỏ đặc trưng của mùa Giáng sinh. Nói về chuyện làm kênh YouTube nha, thì cả Anna và Lily đều rất là yêu thích hội họa, và bọn mình cũng hay dành những cái khoảng thời gian rảnh trong ngày để muốn vẽ những cái bức tranh, hoặc những cái dịp như ví dụ như là dịp Giáng sinh này này, tụi mình cũng muốn vẽ những cái bức tranh như thế này để làm thiệp handmade tặng mọi người, tặng bạn bè. Thì tụi mình rất vui khi mà cái kênh YouTube của mình của tụi mình đã và đang tiếp cận được với nhiều các bạn trẻ cũng có những cái đam mê hội họa giống như tụi mình. Thấy rất là vui, thực sự là cái niềm vui. Ví dụ như là nhận được cái bình luận chia sẻ cảm xúc của các bạn, ví dụ như là Lily nhớ là có lần dịp 20 tháng 10 á, có một bạn vẽ cái bông hoa hồng hay là hoa sen gì đó theo cái kiểu vẽ của Anna và Lily và đã tặng mẹ, và mẹ rất là thích cái bức vẽ đấy, và bạn ấy đã chia sẻ cái khoảnh khắc đấy ở trong cái video của tụi mình, thì tụi mình thấy rất là hạnh phúc vì điều đấy. Thực sự là như vậy. Bây giờ Lily đang tô màu cái chú chim cánh cụt này theo một cái kiểu khác, vì ở video trước thì Lily đã tô nó khá là thực tế. Ví dụ như là cái lông của chim cánh cụt thì màu đen này đó, còn cái bụng của chim cánh cụt thì tô cái màu vàng đất. Tuy nhiên thì ở bức vẽ này Lily muốn vẽ khác đi một chút, giống như kiểu chú chim cánh cụt này là một cái lò sưởi vậy đó. Đó, cái bụng của chú giống như là, thì Lily chọn cái màu đen nhưng mà tô nhạt thôi, để giống như là cái lò để chúng ta đút củi vào ấm áp đêm Giáng sinh.
Tiếp theo Lily cũng sẽ tô những cái hình trang trí ở xung quanh chữ Merry Christmas. Quả oro thì chúng ta vẫn tô màu đỏ, lá tông màu xanh, lá tầm gửi cũng là màu xanh luôn. Thì nó sẽ có cái không khí Giáng sinh. Giáng sinh của năm nay ấy, là một cái Giáng sinh mà Lily thấy là nó không hẳn là buồn nhất, nhưng mà cũng tương đối là buồn. Bởi vì là Lily, như chỗ của Lily là không có tụ tập bạn bè được. Bởi vì là dịch Covid-19 ở Mỹ hiện tại thì cũng diễn biến rất là phức tạp, và vaccine thì chưa có đủ cho tất cả mọi người. Thế nên là mọi người hạn chế đi lại. Đây là cái bức vẽ của chúng ta sau khi đã hoàn thành xong này. Nhìn cận cảnh nha. Yeah, rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian vẽ tranh và lắng nghe tâm sự của Lily ngày hôm nay. Nhớ đăng ký kênh, like và share nhé. Tạm biệt các bạn. Bye bye.